Tạ Nhiên uống rượu đến say mềm, hắn tự mình lẩm bẩm: Tạ Nhiên ơi, Tạ Nhiên, ngươi đúng là đồ ngu ngốc. Bản thân ngươi yêu thích cái đẹp đến ngu người rồi, chẳng lẽ bởi vì Bạch Thiên Minh quá đẹp cho nên là mình mới thích hắn hay sao? Đúng vậy, trên đời làm gì có thằng đàn ông nào có vẻ ngoài xinh đẹp như vậy được chứ. Đúng là lừa gạt người khác mà. Bạch Thiên Minh, ngươi đúng là tên lừa gạt. Tạ Nhiên vừa lẩm bẩm chửi Bạch Thiên Minh, một lát sau hắn lại tự quay sang trách mình. Hắn tự trách bản thân mình là đồ ngốc, chợt nhớ lại những hành động ngu ngốc trước đây của bản thân, rồi tự cười chế giễu bản thân mình. Tạ Nhiên cứ như vậy uống rồi uống, cuối cùng hắn uống say lúc nào hắn cũng không biết nữa. Tạ Nhiên mất mẹ khi còn quá nhỏ. Mẹ của Tạ Nhiên vô cùng xinh đẹp, bà vừa xinh đẹp vừa dịu dàng. Nhưng sau khi sinh Tạ Nhiên một thời gian thì sức khỏe của bà dần yếu đi, về sau thì không thể nào chịu được nữa. Tạ Nhiên thì rất là yêu mẹ của mình, cha của hắn cũng vậy. Tạ gia từ ngày mất đi nữ chủ nhân thì luôn nhuốm một bầu không khí ảm đạm. Mọi người bắt đầu truyền tai nhau rì rầm về câu chuyện có phải hay không là bởi vì sinh Tạ Nhiên cho nên là phu nhân mới mất đi, rằng Tạ Nhiên chính là một đứa trẻ xui xẻo đã mang đến nỗi bất hạnh cho Tạ gia này. Đám người hầu ở Tạ gia càng nói càng làm quá mọi chuyện lên, đến cuối cùng thì đứa trẻ Tạ Nhiên cũng đã nghe thấy. Tạ Nhiên lúc này chỉ là một đứa trẻ nhỏ yếu ớt, hắn vừa mất mẹ, hắn cũng đau buồn như cha của hắn vậy. Hắn nhìn thấy cha của mình ngày ngày nhốt mình ở trong thư phòng ngắm di ảnh của mẹ. Bầu không khí ở trong Tạ phủ không còn vui vẻ như ngày trước nữa. Cha mất vợ, hắn cũng mất mẹ. Nhưng những lời đồn của hạ nhân trong phủ khiến cho Tạ Nhiên cảm thấy sợ hãi. Có phải hắn thật sự là kẻ hại chết mẹ hay không? Hắn thật sự là một đứa trẻ xui xẻo sao? Cha của hắn có còn cần hắn hay không? Lời đồn thổi cuối cùng cũng đến tai của Tạ lão gia. Chủ nhân của Tạ phủ tên là Tạ Cảnh, người đàn ông vừa mất đi người vợ mà mình rất trân quý, bây giờ thì lại nghe đám hạ nhân ở trong phủ nói xấu về vợ và con hắn. Tạ Cảnh liền quyết đoán đuổi tất cả các hạ nhân và thay thế một loạt hạ nhân mới. Giải quyết xong mọi chuyện hắn mới yên lòng. Một ngày nọ, Tạ Cảnh dắt Tạ Nhiên vào thư phòng, trên bàn là những bức tranh về vợ của hắn. Tạ Cảnh ôm lấy Tạ Nhiên ngồi lên đùi, ông thì thầm với Tạ Nhiên về quá khứ trước đây giữa ông và vợ, rằng vợ của ông đã theo đuổi ông như thế nào, vợ của ông là một người mê nhan sắc như thế nào. Vợ của Tạ Cảnh, Mẫn phu nhân, khi còn trẻ thường rất là thích đến các cái tủ lầu để mà nhìn xuống ngắm đường phố. Rồi trong một dịp tình cờ thì Mẫn phu nhân gặp Tạ Cảnh. Mẫn phu nhân, hay nói đúng hơn lúc này là Mẫn tiểu thư, đã bị sắc đẹp của Tạ Cảnh làm cho mê đắm. Bà quyết định phải theo đuổi ông cho bằng được. Năm dài tháng rộng, sự kiên trì của Mẫn tiểu thư cuối cùng cũng được Tạ công tử chấp thuận. Hai người kết hôn, sống với nhau hạnh phúc vui vẻ hài hòa, có được người con trai đầu lòng là Tạ Nhiên. Tưởng chừng niềm vui vỡ òa, nhưng sau khi Tạ Nhiên ra đời, sức khỏe của Mẫn phu nhân ngày càng xuống dốc, đến cuối cùng cũng không thể nào trụ vững được nữa. Tạ Nhiên nghe cha của mình kể về quá khứ, có cái hiểu, có cái không. Hắn không biết cha mẹ yêu nhau như thế nào. Tạ Nhiên lúc này mới hỏi cha: Cha ơi, có phải con là người hại chết mẹ hay không? Có phải con là đứa trẻ bất hạnh bởi vì con cho nên là mẹ mới mất? Có phải là tại Tạ Nhiên không? Tạ Cảnh sững sờ nhìn con trai của hắn. Có lẽ là những lời đồn đó đã đến tai của Tạ Nhiên. Con của hắn còn nhỏ như vậy, tại sao lại phải nghe những điều tiếng xấu xa này chứ? Tạ Cảnh nhìn thẳng vào mắt của con mình, hắn nhẹ nhàng nói: Tạ Nhiên, con là kết tinh tình yêu của vợ chồng ta. Bởi vì yêu cho nên mới có con. Con là điều quý giá nhất mà mẹ đã để lại cho cha. Tạ Cảnh ôm siết lấy con rồi thì thầm: Sau này khi con lớn, con sẽ dành tình yêu cho một người nào đó. Nó lớn nhờ tình yêu của mẹ con vậy. Con có thể sẵn sàng hy sinh để bảo vệ điều đó. Mẹ con chỉ là quá yêu con thôi. Ta cũng vậy. Tạ Nhiên, con là niềm tự hào của ta và mẹ con. Tạ Nhiên ngơ ngác, hắn nhìn về di ảnh của mẹ, hắn lại nhìn vào đôi mắt lấp lánh của cha hắn. Dường như cái hiểu, cái không về tình yêu, nhưng mà hắn biết rằng cha mẹ của hắn yêu hắn. Về sau, Tạ gia cũng không có thêm bất kỳ vị phu nhân nào. Tạ Cảnh ở như vậy để nuôi Tạ Nhiên. Hai cha con tình cảm rất là tốt, nhưng mà ông cũng rất nuông chiều Tạ Nhiên. Tạ Nhiên từ nhỏ cũng thích cái đẹp giống như mẹ của hắn vậy. Tạ Nhiên cũng thích đi nghe hát, thích nhìn những người xinh đẹp. Hắn muốn tìm một người xinh đẹp như mẹ, muốn có được một tình yêu như là của cha và mẹ hắn, một đời, một người. Hắn cũng muốn gặp một người mà bản thân có thể hy sinh vì người đó. Nhưng mà dường như là Tạ Nhiên đã tìm nhầm chỗ rồi, bởi vì hắn chỉ toàn lui tới những cái chốn phong lưu mà thôi. Tuy vậy thì thật sự Tạ Nhiên chỉ đến những nơi đó để nghe đàn, nghe hát, ngắm những người xinh đẹp. Lâu dần thì người ở trong kinh thành mới bắt đầu đồn thổi rằng tiểu công tử nhà Tạ gia là một tên ăn chơi phong lưu đàn điếm, suốt ngày lui tới chốn lầu xanh, đúng là một tên phá gia trị tử. Tạ lão gia nghe tiếng gió thì tức chết, nhiều lần ngăn cấm Tạ Nhiên ra ngoài gây họa. Nhưng mà bởi vì bản tính hắn cứng đầu giống mẹ, cho nên là dù nhiều lần bị ngăn cấm nhưng mà vẫn ngựa quen đường cũ. Và thế là danh tiếng thối nát của tiểu công tử nhà họ Tạ dần dần được dân kinh thành khắc sâu, ai hỏi thì cũng bỉa môi chê cười hắn. Lại nói về phía của Bạch Thiên Minh. Bạch Thiên Minh sau khi nghe Hoa Phục nói về việc Tạ Nhiên đánh hắn và ghê tởm hắn, người mà Bạch Thiên Minh sai người điều tra thì cũng đã trở về. Sau khi mà xác thực là có vụ bê bối ở kinh thành của Tạ Nhiên, Bạch Thiên Minh mới định đi tìm Tạ Nhiên để mà hỏi cho ra lẽ xem có phải là sự thật hay không. Không ngờ khi tìm đến thì lại thấy Tạ Nhiên đang nát rượu, xung quanh lại có vô số người đẹp vây quanh hắn, nào rót rượu, nào là ca múa. Bạch Thiên Minh mới tức giận mắng cho hắn một trận rồi buồn bực trở lại Bạch phủ.
Tại Bạch Phủ lúc này thì Hoa Phục là đang ở trong vườn cây của Bạch Thi Minh. Bạch Thi Minh nhìn thấy Hoa Phục là càng chướng mắt hơn. Hoa Phục thấy sắc mặt của Bạch Thi Minh không tốt thì mới liền hỏi thăm hắn: "Ngươi đi gặp Tại Nhi như thế nào rồi? Không, hắn ta có giải thích gì không? Cái tên đó đúng là đồ ngu ngốc, lại bị vẻ bề ngoài của ngươi lừa gạt như vậy. Không thể tin được tên đó lại nghĩ ngươi là nữ giả nam cơ đấy. Bạch Thi Minh, vẻ ngoài xinh đẹp của ngươi đúng là một loại tội lỗi mà." Hoa Phục liếc mắt nhìn Bạch Thi Minh vẫn còn đang tức giận. "Sao? Lại tức giận rồi sao? Ngươi không phải là Bạch Thi Minh hay sao? Không phải lúc nào ngươi cũng bình tĩnh lạnh nhạt hay sao? Tại sao bây giờ lại tức giận? Đúng là một biểu cảm mới lạ nha." Tên Tại Nhiên này đúng là hay thật, chỉ cần nghe thấy tên của hắn là người đã tức giận rồi. Từ trước đến giờ ta cũng chưa bao giờ làm cho người tức giận đến mức này đâu. Bạch Thi Minh kiên nhẫn nén giận: "Hoa Phục, đừng để ta phải đi mách với người ấy. Ngươi cũng đừng đụng vào Tại Nhiên nữa, nếu không thì đừng có trách ta độc ác." Bạch Thi Minh ta từ trước đến giờ chưa từng phải chịu thiệt như vậy đâu. Hoa Phục mới nhảy dựng lên: "Này tên khốn, ngươi định nói gì hả? Ta chỉ chọc một chút thôi mà, sao ngươi có thể đê tiện đến như vậy chứ? Ha, nhưng mà Bạch Thi Minh, ngươi xong đời rồi. Ngươi đem tên đó bỏ vào lòng rồi đúng không? Cuối cùng ta cũng đã chờ được đến ngày này. Dù sao thì tên Tại Nhiên đó cũng không phải là thức ăn trong chén của ta, mặc dù hắn đúng thật là vua của ta. Nhưng mà thôi, dù sao thì ta cũng không thể nào tranh giành với ngươi được. Ngươi cứ từ từ mà tận hưởng đi." Hoa Phục vui vẻ lắc mình rời đi. Bạch Thi Minh thì tức giận, ở trong lòng hắn như có một ngọn lửa nóng rực. Cái tên Hoa Phục này chắc là lâu lắm rồi thiếu đòn đây mà. Còn tên Tại Nhiên kia nữa, ngay từ lúc đầu đã là một tên quỷ cố chấp rồi. Lần đầu tiếp xúc với Tại Nhiên, Bạch Thi Minh đã cảm thấy hắn là lạ. Ánh mắt lần đầu Tại Nhiên chạm mặt hắn, trong đó Bạch Thi Minh như thấy có muôn vàn vì sao lấp lánh. Tại Nhiên này là một tên quỷ cố chấp, hắn cố chấp với suy nghĩ của bản thân, cố chấp đâm đầu vào Bạch Thi Minh, cố chấp xem vào cuộc sống của Bạch Thi Minh, làm cho Bạch Thi Minh cảm thấy bực bội, làm cho Bạch Thi Minh cảm thấy mệt mỏi, nhưng cũng là cho Bạch Thi Minh hắn cảm thấy bất lực. Trước đây là do Tại Nhiên bày tỏ trước, Tại Nhiên luôn tấn công, cố ý xông vào cuộc sống của Bạch Thi Minh. Tại Nhiên ngu ngốc, tự cho là đúng, tự nghĩ Bạch Thi Minh là nữ cải nam trang, tự bày tỏ với hắn. Bạch Thi Minh lúc này cảm giác giống như là bị tát cho một cái. Khi nghĩ đến việc Tại Nhiên ghê tởm Bạch Thi Minh, thì ra tất cả cũng chỉ là nhất thời, mà Bạch Thi Minh hắn muốn là chính là cả đời, không phải là tạm bợ. Cho dù trước đây Tại Nhiên như thế nào, nhưng mà nếu như tính cách của Tại Nhiên vốn là như vậy, thì cứ xem như Bạch Thi Minh hắn nhìn lầm người, người như vậy hắn không cần. Tại Nhiên tỉnh lại từ cơn say, hắn không biết đã qua bao nhiêu lâu rồi. Bên ngoài trời cũng đã sẩm tối, chân thấp chân cao, Tại Nhiên bước ra khỏi tủ lầu. Đang bước đi loạn choạng, Tại Nhiên vô tình va vào một người qua đường. Tại Nhiên ngẩn ngơ nhìn tên đó, lại là một tên xinh đẹp nữa hay sao? Tại Nhiên nhớ lại lần đầu tiên hắn gặp Bạch Thi Minh, cũng là một cú va chạm vô tình như vậy, cũng là một gương mặt xinh đẹp làm cho xung quanh của hắn bừng sáng lên. Khung cảnh lúc đó đông đúc náo nhiệt, nhưng đối với Tại Nhiên lại cực kỳ tĩnh lặng. Trong mắt của hắn lúc đó chỉ có Bạch Thi Minh mà thôi. Mặt của hắn nóng bừng, tim của hắn đập mạnh, trong đầu hắn chỉ suy nghĩ: thật rồi, chết thật rồi, mình xong đời với người này rồi.